chào quý vị và các bạn. Hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thời tiết ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời có nắng nhưng cường độ không quá mạnh, lại cộng với lớp mây dày bao phủ nên nhiệt độ cũng chưa quá cao, cảm giác vẫn còn khá dễ chịu trong những ngày đầu hè. Nhưng từ ngày mai cho đến 2-3 ngày tới, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có chuyển biến. Cụ thể là vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ có xu hướng hoạt động mạnh lên, vì vậy mà thời tiết ở Bắc Bộ sẽ ít mưa và nắng nhiều hơn. Dự báo là cường độ nắng và nóng sẽ tăng dần theo từng ngày. Cụ thể trong ngày mai thì nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên ngưỡng là từ 30 đến 33 độ ở phía Đông và từ 31 cho đến 34 độ tại phía Tây Bắc Bộ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Sau đó sang đến ngày mùng 3 và ngày mùng 4, tức là ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ, trời tiếp tục nắng và bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ ở phía Đông Bắc Bộ và từ 33 cho đến 36 độ tại phía Tây Bắc Bộ. Nắng nóng bắt đầu xuất hiện và lan rộng. Bức xạ mạnh, không mưa nên độ ẩm giảm thấp, khá khó chịu. Với sự thay đổi nhanh về thời tiết như vậy thì quý vị và các bạn cần có biện pháp bảo vệ và giữ gìn sức khỏe sao cho phù hợp. Lùi xuống các tỉnh thành miền Trung, vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển mạnh cũng khiến cho thời tiết ở Trung Bộ hầu như là không mưa và trời ngày càng nóng lên. Mức nhiệt ở tại đây có phần cao hơn so với Bắc Bộ. Cụ thể là mức nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ ở Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế và từ 30 cho đến 33 độ tại Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Sau đó, nắng nóng tiếp tục có xu hướng lan rộng trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4. Lưu ý là tại vùng núi phía Tây thuộc các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có những điểm có xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trong khoảng từ 36 đến 37 độ, thậm chí là cao hơn mức này. Dự báo nắng nóng sẽ có cường độ cực đại vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều. Vì vậy mà quý vị hạn chế ra ngoài đường vào thời điểm này để đảm bảo sức khỏe. Tại các khu vực ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào thời điểm mà gió mùa Tây Nam chuẩn bị hoạt động, mang đến những cơn mưa rào đều đặn vào chiều tối cho khu vực. Tuy nhiên, trong 2-3 ngày tới thì mưa chưa có dấu hiệu xuất hiện đều và trên diện rộng. Về thời điểm chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhưng chỉ cục bộ ở vài nơi, chưa đủ để làm giảm nhiệt cho khu vực. Và ban ngày thì trời tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Miền Tây Nam Bộ sẽ là từ 33 đến 36 độ. Riêng ở tại miền Đông Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, trời vẫn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ ban trưa vượt quá ngưỡng 36 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thịnh hành gió đông đến Đông Nam ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn khu vực ở phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa thịnh hành gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, có mưa rào và dông ở vài nơi. Như vậy là từ ngày mai cho đến khoảng 2-3 ngày tới, dưới ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng, diện nóng và cường độ nắng sẽ tăng theo mỗi ngày. Trước dự báo này thì quý vị nên có sự chủ động về công việc để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Bản tin thời tiết cuối ngày 1 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!